Thưa quý vị, cuối giờ sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trương Trinh có hốt buổi tiếp ngài Thomas Gat, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Chào mừng ngài đại sứ đến với Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh nhấn mạnh Thành phố Đà Nẵng hiện đang định hướng phát triển về đô mới sáng tạo khởi nghiệp thành phố thông minh và rất ấn tượng trước những thành tựu của Thụy sĩ trên các lĩnh vực này. Đà Nẵng cũng đã đạt nhiều kết quả về chuyên đổi số hút trong nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Trung Trình bằng bốn ngày đại sứ sẽ tiếp tục kết nối hết thành phố và các chuyên gia, nhà đầu tư đầu ngành của Thụy Sĩ, đặc biệt là xúc tiến hợp tác các chương trình dự án góp phần xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính khu vực trong tương lai. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo thành phố, ngài Thomas Kat cho biết đây là lần thứ hai đưa đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng Nhận thấy thành phố đang chuyển mình tích cực theo hướng đô thị thông minh, hiện đại và năng động, ngài đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối để thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa hai bên. Đồng thời cho biết rất nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp thụy sĩ hiện đang quan tâm đến tiềm năng của Đà Nẵng trên các lĩnh vực về tài chính, kinh tế số, gắn với các chương trình giảm nhẹ tính tổn thương trong xây dựng đô thị kiểu mới.